số 6. Câu số 6 của chúng ta thì các bạn thấy quan sát đấy nhá. Cái điều đầu tiên ạ. Điều đầu tiên là các bạn thấy là người đàn ông, người mà đang nói chuyện với principal của chúng ta là hiệu trưởng nhá. Nếu như bạn nào không biết từ principal, các bạn có thể nốt vào cho cô ạ, hiệu trưởng. Được chưa? Đó chính là giáo viên của tôi. Cái câu này chính là một cái cách mà cô hướng dẫn cả lớp này. Đây người ta gọi là dạng rút gọn. Thế thì thông thường nhá, cái câu này người ta phải viết là the man who is talking to the principal, hoặc là who talked to the principal. Tức là người ta phải có một cái đại từ quan hệ đúng không? Vậy thì đối với cái trường hợp một câu mà nó có một cái động từ có lại là một câu nhé, và một câu nhưng mà có các bạn đi. Các bạn nhìn câu này là gì nhỉ? Người đàn ông nói chuyện. Vậy không phải là bị nói chuyện đúng không? Mà là người đang nói chuyện, vì là chủ động các bạn dùng verb in. Và chỉ có verb in không chứ không có y verb in đâu. Nhớ chưa? Nó là dạng rút gọn ạ. Cô nhắc lại này, chúng ta có mấy dạng rút gọn ạ? Verb in và phân từ gì? Phân từ hai. Verb in là dành cho chủ động và phân từ hai dành cho bị động. Và trường hợp rút gọn này chỉ xuất hiện khi trong câu đã có một động từ rồi. Ok chưa? Động từ còn lại sẽ là rút gọn. Câu tiếp. Câu số 7. Câu số 7 trong tiếng Anh người ta gọi là câu số 7 không có dấu chấm chấm ở trước từ when đâu cả lớp, nhưng chỉ có chỗ chấm chấm sau từ we thôi cả lớp. Chỉ có we chấm 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 in the back when it rained thôi. Thì cái điều đầu tiên mà mình trong đầu mà mình phải hiểu là như này. Trong một cái câu thì giống như các con đang kể một câu chuyện. Nếu các con đang kể quá khứ là hôm qua tao đang như này, tao đang như kia, thì nó phải là một loạt là quá khứ hết đúng không? Hoặc nếu các em đang nói về tương lai, ok, tương lai ta sẽ như thế này, ta sẽ như kia, thì phải một loạt là tương gì? Tương lai. Điều đó có nghĩa là nó là sự thống nhất ở trong một câu. Thằng đằng sau là quá khứ, thằng đằng trước mà là quá khứ. Cái từ rain nó là quá khứ đúng không? Và các bạn nhìn trong bốn đáp án này, thì mình sẽ có là A và C đều là quá khứ. Đúng không? Thì bây giờ các bạn xem là chúng tôi đi bộ công viên thì trời mưa. Vậy cái việc này là hành động. Không ai dở hơi mà khi trời mưa thì bắt đầu đi ra đi bộ cả. Mà chỉ là chẳng may mình đang đi bộ thì tự nhiên trời đổ mưa. Đúng không? Tức là hành động đang xảy ra, hành động khác trên bảng. Trên bảng sẽ làm C. We're walking. Câu tiếp. Đây chính là một câu minh chứng giống cho câu này nữa. Giống một câu này nữa. Cả lớp ơi, câu 8. Cả lớp gạch chân từ is. Như vậy câu này của chúng mình có một động từ rồi. Như vậy là động từ đằng trước chúng mình phải rút gọn. Vậy các con chọn là A hay là B. Và vì sao? A. Vì sao lại dùng A cả lớp? Vì đây là được sản xuất ở Nhật Bản đúng không? Vậy là phân từ ai? Chính xác. Đó bạn ơi. Chuẩn luôn. Good. Câu số 9 ạ. Câu số 9 thì đây là câu từ if đúng không cả lớp? Cả lớp cả trường từ who đi ạ. Who là quá khứ đúng không? Quá khứ thì đi với quá khứ. Đi với từ nào ạ? Would. Yeah, baby, chính xác. Câu số 10, các con gạch chân từ dislike. Dislike thì mình dùng với cái gì đấy? Verb in. Bây giờ nhá, mình có having và doing. Họ rất là ghét cái việc mà có một cuộc họp dài chứ không phải là làm một cuộc họp dài. Cho nên đáp án sẽ là đáp án A. Câu 10 đây là câu hỏi đuôi, thì khi các bạn làm thì các bạn sẽ chú ý là ok, đề bài người ta dùng từ you thì mình cũng dùng từ you. Hai nữa là đề bài là khẳng định thì phần kia phải là phủ định. Phủ định thì mình có C và D, một trong hai thằng. Câu hỏi cả lớp nhé, đề bài người ta có dùng to be không? Người ta có dùng từ A không? Không, cho nên mình không thể dùng từ A được. Đáp án sẽ là đáp án gì ạ? C. Nói chung là đối với câu hỏi đuôi thì các bạn cứ nhớ là đằng trước nó là cái gì thì đằng sau nó sẽ là cái đó thôi. Câu số 12. Chúng ta cần một cái đại từ quan hệ. Thì các bạn biết này, từ what thì không phải là đại từ quan hệ rồi. Cái thứ hai nữa là cả lớp gạch chân từ that is. Đây là hiện tại đơn đúng không? Vậy thì không có lý nào mà mình dùng quá khứ được. Vì thế cho nên đáp án của cô sẽ là đáp án A. Cô nói rồi nhá, đó chính là sự phối hợp thì trong một câu, nhớ chưa? Tiếp câu 13.
Cả lớp gạch chân cô năm 2003. Rõ ràng là is the past flow là quá, là hiện tại đơn, nhưng ở đây mình có cái mốc thời gian là gì nhỉ? Năm 2003 thì nó phải là quá khứ. Vậy là quá khứ các bạn sẽ chọn là see và đi. Muốn biết là see hay là đi thì phải dựa vào từ animal đằng trước, bởi vì chúng ta đang bổ sung từ animal. Số ít hay số nhiều? Số ít, đáp án see. Ok. Có hai câu chưa, bài hai câu cho các bạn xem lại một phút đi. Những bạn nào làm rồi các bạn có thể xem lại đáp án ngồi một chút, còn những bạn chưa làm các bạn có thể làm thật nhanh cô nào. Bài số 2. Cái câu C là thiếu chữ C đấy cả lớp ơi, câu C của câu 1 ấy. Đây, như thế này. C đây. Là cái chữ E nó bị nhảy nó không đúng chỗ đúng không? Cô thử nha. Câu 1 mời bạn Lâm ạ. Câu 1 bán là gì? Đi về sao cô gọi em? Tôi hiểu nha. Người khác. Cô mời bạn Thiện ạ. Si, đúng. Tất cả là chữ thờ đúng không cả lớp? Thớt. Nếu mà thực ra là đọc thớt thì nó buồn cười. Nhưng mà khi là tiếng Anh mình phát là thớt. Đúng không? Thread. Đúng không? Thunder và the đúng không? Nó sẽ là C. Tất cả là thờ hết và đang C là the. Câu số 2 cô Văn Huyền ạ. Chưa làm, bài nào con? Gì con? Daddy à? B à? Đúng rồi. Từ đầu tiên mình đọc là gì cả lớp? Close. Không, đừng có đọc close. Ngày xưa thấy cô giáo canh thường dạy cách là close. Close. Như vậy là âm O. Gone, đúng không? Âm O. The rose. Âm gì? O. Và ghost. O. Đáp án. Baby. Số 3 cô mời Mi ạ. A. Đúng. Từ đây mình nói là pleasure. J. Âm J. J. Pleasure. Không ai đọc là bà lê xua đấy các cụ nhá. Các cụ thấy từ xua, các cụ đọc là bà lê xua, chết tôi đấy các cụ. Có một số người đang cười tủm, chắc là biết là kia là mình vừa bước vào cái vết xe đổ cô vừa nói. Sao là SC, xem là SC, best là SC đáp án. A. Câu tiếp nào, câu số 4. Đồng chí Hà Phương ạ. B. Ở đây chúng ta có girls, O. Brown, O. Borrowed, O. Rolled, O. Đoán B. Thật ra các con có thể loại trừ được đúng không? Ví dụ ACD con đọc được, con B con không biết, con có thể để cuối cùng. Câu số 5. Đồng chí Dương ạ. Đăng Dương. Thì con C, chính xác. Birth, âm thờ. With, âm thờ. They, đúng không ạ? Âm giờ. Và fifth, âm thờ. Đó là C. Tốt. Câu 1, nếu chúng ta tiếp tục xả rác thì môi trường sẽ trở nên ô nhiễm nghiêm trọng. Cả lớp ở đây là câu điều kiện hoàn toàn có thật. Có thể xảy ra. Nó sẽ là câu điều kiện loại 1. Loại 1 là có thể xảy ra, loại 2 là không thể xảy ra. Đúng chưa? Vậy thì ở đây là loại 1, các bạn chỉ cần nhớ câu loại 1 là gì? Hiện tại thường là. Vậy thì cái này xảy đâu? Cái này on, xảy từ when, đúng không? Sửa từ when là chữ gì? Go. Go on, tiếp tục. Littering là xả rác. Câu 2, đố có biết xài đâu? Không. Không. Trời đất à. The last week là quá khứ đúng không? Sai từ is, trở thành was. Ôi xổi, ôi. Còn cô ấy là người phụ nữ người mà tôi gặp là whom mà đúng là gì? Ai là chủ ngữ đúng không? Mình cần một từ ngữ là whom.
Hay thật. Câu 3, tất cả lớp quanh cô từ vơ binh và cả lớp phải thật ghi nhớ cô nhé. Chủ ngữ mà có một vơ binh đứng đầu, ai không nhớ thì ghi vào nhé. Chủ ngữ mà có một cái vơ binh đứng đầu thì luôn luôn động từ chia số ít. Chủ ngữ mà có một vơ binh đứng đầu, động từ luôn luôn chia số ít. Are the is. Giữ bình tĩnh là một bí mật của việc có thể vượt qua kỳ thi sát hạch lái xe. Cô rất là may thì phạt đỗ luôn. Cái bên cam đúng không? Cô nhá, cả lớp bên ông cô có một cô là một người mà có đặt một kêu rất kinh khủng luôn cả lớp. Trước khi cô có ô tô, cô bảo là năm nay cô phải học bằng lái xe. Trước khi cô có ô tô, cô mua và cô đã học bằng lái xe trước. Xong là 2 năm sau cô mới có ô tô. Tức là quyết tâm là có ô tô, cho nên là bắt buộc để học bằng lái trước. Khi có bằng lái rồi thì lại quyết tâm cày để có ô tô. Khi có ô tô rồi thì lại quyết tâm cày cái khác. Đúng rồi. Xong hết mục tiêu của năm nay là hết xong. Xong là sang năm thì cô sẽ là có mục tiêu của sang năm mà cô sẽ là cô sẽ mở hệ thống kiểu kiểu dạng mà thôi nói chung cái này không nói trước với sang năm nào. Mỗi một năm cô có mỗi một năm cô có một dự định riêng. Tiếp câu số 1, không ai dùng enough lazy cả, phải là lazy enough. Đây là câu hỏi. Câu hỏi thì không thể nào mà what mà chủ ngữ được. Câu hỏi thì phải đảo trợ động từ lên đúng không? Câu này phải là what will her mother do? Tức là từ will phải được đảo trước từ her mother. Ở lớp khoanh dấu hỏi chấm vào để các bạn biết được là cái gì. Hồi nha, Việt nha. Vừa giờ cái gì đến đây? Các anh ơi, mọi hành động của các anh là tí rồi phải xem lại camera này. Tôi chỉ cần kép màn hình lại thôi là canh vỡ đầu. Vâng, gửi luôn vào nhóm thôi. Đây là tôi chỉ cảnh cáo thôi. Cả lớp biết nó làm gì không? Thôi, tôi không nói đấy. Cả lớp không biết là nó làm cái gì đâu. Nào, câu 1 này. The cast của chúng ta là gì đấy cả lớp nhỉ? À, con mèo đang nằm ở trên bàn. Nó ăn cái bữa tối của tôi rồi. Ô, láo thật. Vậy nó đang ăn đúng không? It is eating. Vậy lúc đấy chúng ta sẽ như nào? Thả nó luôn vào nồi luôn. Nó đùa đấy. Nó đùa, cô nói thật với cả lớp, cô không bao giờ thịt mèo. Lý do là bởi vì là cảm giác nó rất là thương ấy. Tiếp nào. Sắp ăn rồi. Câu số 2, sau từ hi cả lớp đi sửa cô đấy, từ play đấy nhá, viết bị đánh máy bị sai. Sửa cô từ play đi ạ. Play nhìn thấy chưa? Anh ấy bị gãy tay khi mà chơi tennis. Vậy là hành động đang xảy ra, hành động các chân vào. Cái nào đang xảy ra? Đang chơi. Và chân vào là bị gì? Bị gãy tay. Hành động đang xảy ra để quá khứ tiếp diễn mà hành động chân vào để quá khứ đơn. Từ break cho con đổi thành broke, quá khứ. Và quá khứ tiếp diễn con dùng là was. Mà lây mua 4 chữ 4 với trả 3. Câu 3 này. Tôi nghĩ là tôi gặp anh ấy ở một nơi nào đó trước rồi. Cái đó là trong tìm before. Đố cái lớp biết before là dùng động từ chia thì đấy là sau before. Thì sao? Hoàn thành. Câu này của chúng ta sẽ là I have seen. Và các anh vẫn gọi là I have đi. I have seen. Yep. Câu 4, quay vào từ last night. Quá khứ. Và đây là câu hỏi của đảo to be lên đầu. Và câu này sẽ là where were you? Where were you? Còn câu đằng sau quá khứ đơn hết ạ. I phoned. Thế mi đi. Answered. Thế mi đi. Hỏi là quá khứ, không có lý gì là câu trả lời là cái này khác được. Câu tiếp. Câu số 5. Ask somebody come to verb to cook. Bài viết này câu ạ. Câu số 1. Anh ấy đã mua một quyển sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8
ở tiệm sách. Câu này người ta không biết gì, nghĩa là câu này sẽ là câu chủ động bị động. Chủ ngữ là he, gạch chân đi ạ. Động từ là buys và tân ngữ là un English textbook. Thứ ba đang ở thì gì đấy cả lớp. Hiện thế đơn. Vậy hiện thế đơn các bạn đánh chữ là gì? Niềm mà bài him còn rồi đến bài rồi đến thời gì thời gian. Ủa cậu có thích đi du lịch nước ngoài không vậy? Rồi. You là dành người nghe, ai nghe đấy? Rồi. He asked me, đây là câu hỏi đảo của tôi chứ gì? Having holiday abroad. Số 3, gạch chân cho cô từ can đi ạ. Can ở thành gì? Cút, cứ lùi xuống một thì nhá. Có còn nốt không? Không, câu ước không còn nốt nha. Câu 4 nữa cả lớp ơi, đổi từ gì nào? I, từ nào nữa? Will, đổi thế nào nữa? Today. Anh ấy, he. We đổi thành gì ạ? À? Út. Giờ đây đổi thành that day. He would be very busy that day. Câu 5. Cả lớp xác định chủ ngữ động từ tân ngữ đi ạ. Chủ ngữ là someone, động từ là has stolen, tân ngữ là my bike. Như vậy đây là has stolen là thì gì đấy? Đúng rồi, với các bạn thêm từ been vào giữa nhá. Và con này sẽ là my bike has been stolen. Thì chú chết thế nhỉ? Gì nhỉ? Rồi. Nó như kiểu con vẫn lợn con này. À. Đối với con người ấy, lúc mới đẻ ra thì dễ thương lắm. Càng lớn lên thay đổi tính cách nhiều thứ là bắt đầu. Alo. Ok. Câu này sẽ là my bike has, nói chuyện to cả loa rồi sao vậy? Has been stolen. Không có by someone. Has been stolen. Thêm cái been vào giữa là được. Câu 1 này, cả lớp gạch chân từ where, ở đâu, và gạch chân từ Russian start. Tất cả những cái người Nga thì bắt đầu chuyến bay ở đâu cả lớp? Tìm chính xác nha. Yeah, ok. Ở đây là chúng ta nói là vào ngày 11 tháng 7 năm 1937 thì ba người Nga đã rời khỏi Moscow đúng không ạ? Moscow là Moscow. Vâng, Moscow ở Nga đúng không ạ? Và bay trực tiếp tới gì nhỉ? Được không? Vậy thì câu này của chúng ta sẽ là, đáp án sẽ là Moscow. Moscow, Russia. Moscow, Russia. Các bạn gạch cái từ đấy vào trên đoạn văn và viết số 1 cho cô. Russia của Russia. Câu tiếp này, cái chữ từ Russian Finnish. Nào Finnish ở đâu đây cả lớp? Tìm Finnish ở đâu ạ? À? Tức là bắt đầu bay ở đâu và đến đâu?
Bay đến đâu đấy cả lâu? Cả lâu gạch chân cô dòng số 2. Finally landed in California. Đúng không? Finally là cuối cùng. Dòng số 2. Gần cuối. Finally landed. Cuối cùng thì đã thì nhỉ? Hạ cánh ở California. Đáp án sẽ là California. Câu 3. Cách chân của từ how long là mất bao nhiêu lâu? Cách chân của từ Americans. Cả lớp tìm cho cô ạ. Đoạn số. Đoạn số 2. Khoảng 20 năm sau, American Aviators, những cái người mà trên hãng hàng không của Mỹ đã bay trên gì nhỉ? Ba cái gì đấy ạ? À? Cái jet là máy bay phản lực ở quanh thế giới. Và gì đấy ạ? À? Ở trong khoảng bao nhiêu đây cả lớp? 45 hours trên bao nhiêu đây ạ? À? 45 dặm. Cả lớp viết cô là gì đấy ạ? À? A little over 45 hours. Câu 4. Nhìn chỗ đấy chưa? A little over 45 hours. 45 hours. Câu 4. Câu lớp gạch chân con năm 1957. Câu lớp gạch chân từ fast là tốc độ. Bao nhanh như thế nào? À, ok. 20 over 24,000 miles. Năm 1957 mà con. 1957 chứ cả lớp. Vâng. 44 dặm mà không cần landing. Không hạ cánh. Đây là 1937. Chỗ nào? Gì đấy? Tiếp, có bao nhiêu chiếc máy bay mà người Mỹ đã bay vào năm 1957 cả lớp? Tìm. Một đâu, đâu một đâu, đếm đâu đây. Đâu 100 đâu vậy? 500 đâu vậy? 100 đây là tốc độ. 500 là tốc độ thưa các cụ. Chính là cái đoạn số 2 mình vẫn đang đọc này. Là 3Z Bomber. Mấy cái? 3 cái. 3Z Bombers. Dòng đầu tiên của đoạn số 2 luôn. Rồi tiếp, bao nhiêu chiếc máy bay mà tham gia vào gì đấy ạ? Cái này là bị ấy thôi cả lớp. Này đề bị lập lại rồi, không sao. Vẫn là 3 thôi. Ok, bây giờ cô mời cả lớp. Con dùng cái quạt này, con rút cái quạt cái đầu tiên con cắm này cho cô. Cả lớp lên phần số pháp ra. Tôi yêu nhà tôi lắm. Cái này được con cắm lựa lựa vào cắm. Nãy không vừa cắm à? Ừ đi con. Đừng nói là không biết cắm nhá. Lựa lựa vào. Ôi. Được rồi. Tại mà người ra khi mẹ bảnh trướng quá đấy. Đâu ơi xuống đây Thắm ơi. Đi học công an. Đầu tiên cô muốn nhắc lại với các bạn 16 chuyên đề mà các bạn cần thi. Nếu như bạn nào không nhớ thì các bạn có thể nốt vào. Đây là 16 chuyên đề của chúng ta. Cái lên à? Ơ cô chỉ cắm. Ôi khi bị ngáo cả lớp. À.
Thi thì thi sợ gì? Mày phải tin chứ. Mày học sinh của cô mày mắn luôn. Ồ, thi đâu trúng đấy, thi phát trúng luôn. Đẳng cấp. Chưa bao giờ nghĩ đến việc phải thi lại bất kỳ môn gì, kể cả học đại học luôn. Cả lớp nhìn này. Chuyên đề số 1 là ngươm. Chuyên đề số 2 là các chỉ của động từ. Số 3 là câu bị động. Câu điều kiện mình làm học rồi nhá, mình ôn rồi nhá. Câu gián tiếp mình ôn rồi nhá. Có một số người đang nói chuyện đấy. Mệnh đề quen này ôn rồi nhá. Nguyên nhân kết quả, tương phản, mục đích. Động từ khuyết thiếu, giới từ cộng mạo từ còn cái ơn dơ là mình chưa ôn này. Động từ khuyết thiếu chưa ôn này. Ủa sao cái này nó cứ bị mình cứ động mà nó lại như này. Không. Có làm gì đó đâu mà tự nhiên nó như này. Vừa nhau à? Cô chả làm gì đó mà nó như vậy cả lắm. Cô chả bôi đen thì nó luôn mà nó như vậy luôn. Láo thật. Như vậy nhá, ngươm là mình chưa ôn này đúng không? Phần đầu tiên mình chưa ôn này. Phần thì mình chưa ôn là hai này. Bị động ôn chưa? Rồi, điều kiện ôn chưa? Rồi, gián tiếp ôn chưa? Rồi, rồi. Mệnh đề quen này ôn chưa? Rồi, bây giờ mình còn mấy cái mệnh đề này. Mệnh đề chỉ nguyên nhân, mệnh đề chỉ kết quả, mệnh đề chỉ tương phản, mệnh đề chỉ mục đích. 1, 2, 3, 4, cái thực ra cái này cũng đã nói với cả lớp rồi. Chỉ là cái because of, cái lại sâu sát cô dạy rồi, ôn rồi. Nhưng mình có thể mình sẽ ôn lại một lần nữa đấy. Láo thật sự. Thế không cho mày đen xỉn. Được chưa? À, đầu tiên quyết thiếu mình chưa ôn. Giới từ mình ôn rồi nhưng mà mình chưa ôn phần phrasal verb cụm động từ. Mạo từ mình chưa ôn. Từ loại mình chưa ôn. Dạng động từ verb into verb ôn chưa? Ôn rồi. Verb into verb ôn rồi. Tìm và sửa lỗi sai là trong bài rồi. Từ vựng mình cũng chưa ôn. Rồi mình sẽ bắt đầu từ phần này. Phần chuyên đề đầu tiên, tất cả các bạn sẽ viết chuyên đề số 1 ngươm. Các bạn làm xong bài này, cô sẽ gửi lại cho các bạn để các bạn làm lại. Khi mà làm thì mỗi một cái là cô sẽ các bạn viết là chuyên đề số 1, bài 1. Cô sẽ nói những cái quy tắc một chút để cho các bạn có thể nắm được nha. Thứ nhất, chữ E và chữ A thì thường thường mình đọc là I và đọc là E. Mình sẽ chỉ có hai cách đọc E và A, mình E A đứng cạnh nhau mình có thể đọc là I và E. Chỉ có I và E thôi. Từ đầu tiên có đầu gì ạ? Hit, ok, âm I. Từ tiếp là gì ạ? Scream, âm I. Tiếp theo ạ? Meet, âm I. Tiếp theo là gì ạ? Đẹp, đáp án đi. Câu 1 các bạn cũng biết, đáp án đi rồi cô đi. Đây là đấy là một cái ví dụ rồi đúng không ạ? Bây giờ tôi sẽ chia theo đội nhóm của các anh. Chưa nói. Từ từ số 2 cho đến số 6 là dãy ở bên trong ạ. À. Từ số 7 cho đến số 11 là dãy bên ngoài. Bắt đầu. Từ 2 đến 6 là dãy bên trong. Từ 7 đến 11 là dãy bên ngoài. Mời các bạn làm bài. Mày bị điên à? Đâu, cô cho nó ấy lại mà. Làm phóng to nữa. Đấy, điên xì. Now, phrase A tiếp thì nhờ. Place A, prepared hoặc reburn và days là gì đúng? Ô số 6, 10 bàn tài. C, đúng cả lớp. Đúng. Gì đấy? Gì đấy? Con gì?
Mà vứt ra ngoài đi con này. Chấp thực sự đúng là Vinh. Nào tiếp nào. Around. Tiếp nào. South. Only và mouse và bác sĩ. Câu số 7, cô mời bạn. 7 bên kia đúng không? V nào. D. Đúng không cả lớp? Teacher. Cái này không dễ các bạn tưởng tượng đâu. Cái này đều là ơ đấy. Teacher, other, together và term đều là ơ ấy. Term cũng là ơ đấy. Cái sự khác biệt ở đây đó là ơ ngắn và ơ dài. Cái gì? Ơ ngắn và ơ dài, nếu nó là ơ dài khi mà trọng âm rơi vào chính nó, chính cái từ R đấy. Là teacher, trọng âm rơi vào từ teach cho nên nó sẽ là ơ ngắn. Other, trọng âm rơi vào từ A cho nên nó sẽ là ơ ngắn. Together và together cho nên sẽ là ơ ngắn. Đáp án vẽ là đáp án đi. Đây là các anh ăn may nhé. Câu số 8, cô mời Đức ạ. Đáp án gì ạ? B à? Giỏi. Người khác, Phong, Dương Đức Phong. A, bạn Phong đâu nhỉ? Ok, chính xác. Từ đầu tiên, các con đọc là gì? Germany, âm G, Germany, G, G. Garden, get và gì ạ? Gas. Câu số 9, cô mời đồng chí. Thắm. Đi đúng không? Chính xác. Từ đầu tiên mình đọc là gì cả lớp? Scholarship, đây là cô đều tổng hợp những cái trường hợp đặc biệt trong cái unit của các bạn nha. Các bạn nhớ vào scholarship, Chris đúng không? Chứ từ Christmas, school đều là chữ cái đúng không? Và chicken. Câu số 10, câu 10 cô mời bạn nào? Cạnh phòng là ai nhỉ? Thùy nào con? Thùy đúng. Vì sao nhỉ Thùy? Chính xác chứ, bị cầm. House, ham và husband. Câu 11. Mời đồng chí Thu ạ. Thu ạ. Vào nó xin nó chính xác. Sing là âm ngờ. Morning âm ngờ. Hang âm ngờ. Và any là chữ n. Đó là xin. Ôi, thấy một số người đang nói chuyện này. Bây giờ tiếp tục này, từ câu 12. Nhớ dãy bên ngoài ạ, 12, 13, 14, 15, 16. Dãy bên trong ạ, 17, 18, 19, 20. Câu 7, 18, 19, 20, 21 nhá. Đọc thường nhá, thường nếu mà nó gạch chân chữ hờ thì nó sẽ chỉ có hai khả năng, một là nó câm, hai là nó có đọc, đúng không? Thì mình đoán xem cái thằng nào câm. Ví dụ vậy, e a là cô nói rồi đúng không? Chỉ có chữ gì nhỉ? I hoặc là e thôi, đúng không? Chữ chờ chỉ có chờ, s gì hoặc là k đúng không? Nó quấn đi quấn lại chỉ có mấy cái thôi. Sân thì có thể là sân và chân và dân, sân chân dân. Dễ như anh cảm lợi. Hả? Câu số 12, cạnh Thùy là ai đấy ạ? Thư nào thì cô thật, cô không nhìn một cái gì luôn. Bờ. Chán đời. Bờ nan bi ạ. Vì sao? Hundred her. However her. Hit her và exhausted. Exhausted. Từ nãy giờ cái bài này đúng không? Đúng rồi, là một điểm nhá.
Câu 13 sẽ cộng với lại điểm đầu giờ các bạn luôn. Câu 13, cô mời đồng chí. Nào kia nhỉ? Tài đúng không? Tài này ạ. À. Mời Tài ạ. À. 13C. Chính xác. Head. Air đúng không? Ready. Air đúng không? Weather. Air và đáp án gì ạ? C. Mean. Good. Cô không nhìn đến mặt một đứa nào luôn, trừ cái Huyền vậy đây, hai mấy đứa này nhìn đến mặt đứa nào luôn. Mời Tuyết nào. C. Sai. Mời con. Chính xác. Thực ra mình có thể loại trừ đúng không? Đáp án này mình không biết đọc. Mình đọc từ chip, từ chai, từ chè. Từ kia cái này là cây oi. Cây oi này của chúng ta này có nghĩa là cái cung cung bắn nhá. Cây cây chữ ca nhá. Đó đây. 15. Mời đồng chí Hoan ạ. À. Đúng. Loại trừ đúng không? Cha này, try teacher và champion. Người Việt Nam mình đọc là sâm panh. Chính là champion. Champion là sâm panh SC nhá. Đáp án đi đi. Câu tiếp, cô mời bạn Vinh ạ. À. Câu số 16. À quên, là Vinh không phải nhóm anh cậu này. 16 bên này đúng không? 16 cô mời Trang nào. 16 bên này à? Vinh nào. B. Ai nói gì cũng nghe đúng không? Reason là E. Clear là E. Mean là E. Và H là E. Đáp án B. Clear. 17 có mấy trang nào? B đúng. Mow gì? Shun. Quét gì? Shun. Man. Shun. Fiction. Câu 18, Phong bên này ạ. À? B à? Giỏi. Phúc. Đúng rồi. Từ tiếp mình đọc là gì cả lớp? Gather, g. Từ tiếp đầu gì nhỉ? Good, g. Large, đúng không? Và again. Nhớ viết đáp án cho cô nhá. Cô gửi không biết đâu. Tí nữa tối, tí nữa cô gửi luôn cả cái bài này, cả gửi luôn cả bài giới thiệu luôn nhá. Số 19. Cô mời Nam nào. C đúng, đúng chưa cả lớp? Train, cái gì nữa? Chidden. Đáp án xe là gì? Machine, đúng rồi. Tôi thấy một số anh là tư tưởng vẫn đang đang trên cành cây đấy nhá. Chưa tập trung vào học đâu. Số 20. Số 20 mà nó khá khá một tí đi. Đào Linh nào. Gì à? B. Đúng. Tất cả là chữ N riêng đơn B nhá. Chữ N nó cái chữ K là thành chữ ngờ. Hand. Bang. Bang. Send. Bang. Đơn B. Anh Lâm nói chuyện đi lắm rồi đấy. Lâm à? Anh có liệu vào nồn à? Câu tiếp. Câu số 21. Chưa làm đúng không? 21 đâu, 21 cô sao bên này rồi mà. Cô giao đến 21, 17, 18, 19, 21 năm câu. Cô mời bạn mà Thanh Ngọc Mai đúng không? Mời. Ê, đúng chưa cả lớp? Thời phong kiến phương Tây, chữ K là S gì? Cooks, loves, joys, spenders. Đó đây. Anh về cứ luyện đi rồi làm mấy cái này cho tôi. Nào vào. Câu tiếp. 22. 23. 24. Là nhóm bên trong này. 25, 26, 27 là nhóm bên ngoài.
Ngoài từ hơi khó đấy. Đấy. Câu số 22. Bên này cô mời đồng chí Việt. Câu 22. Giỏi. Rất giỏi. Cần phát huy. Người khác. Tú. Tú. Đọc cho tôi câu 22. Từ đầu tiên là gì ạ? Không ai nhắc. Share tiếp. Share tiếp. Tiếp. Đang nghe thì là declare quốc tế rồi. Share, rail. A và declare là bằng gì? Học cứ như kiểu là học cho người khác. Ngoài ba. Cô mày Hà Phương. Bia. Sai. Ai biết? Các bạn không thấy cái từ nào? Từ đầu tiên của chúng ta là gì nhỉ? Tên nào là gì đấy cả lớp? Clause. Đúng rồi. Chữ thờ đọc là gì đấy cả lớp? S gì? Chữ F cũng là đọc là gì? S gì? Chữ này cũng đọc là gì? S gì? Đáp án A. Câu 24 khó đấy. 24 cô mời. 24 không phải nhóm con. Nhóm bên này mà. À ừ. Rồi cô mời. Cô không bao giờ nói chuyện với anh nữa luôn đấy. Có kiểu là học sinh kiểu gì đấy. Người khác. Cô mời bạn. Cái này khó đấy. Khó thì cho bạn nào ấy một tí đi. Tiện đi xem nào con. Cái này cô từng nói cả lớp một lần rồi. Cái này là một cái từ rất đặc biệt. Chúng ta đọc là naked. Naked đây là tính từ. Chứ không phải là động từ. Còn tất cả những từ kia là looked, booked, hooked. Ở đây. Hả? Thuyền. Có 25 ạ. 25 cô mời. Đồng chí Hà My. B đúng chứ cả lớp đúng. GH đọc là F thì FRT. West đọc là gì ạ? D. F có chữ P chính phủ phát sách không thèm xe đúng không ạ? T. Mr. Đàn B. Đứa nào ngồi kia luôn. Kỳ này xong rồi đến ai? Thư thư đến ai đấy? Ok. Vinh nào? Ô, quên con này chưa sửa nhỉ? À, con này rồi gì nữa? Vinh nào? Ừ. C. Chưa chính xác. Bên này dãy bên này. Dãy bên này ạ. À. Cứu bên này đẹp. Mời bạn Lâm ạ. À. Đúng. Of gì? Apply. University. Identity và early. Thì mày chết đấy. 27 ạ. À. 27 cô mời Đăng Dương ạ. À. Đúng. Choice chờ, achieve chờ, x chờ và gì nhờ? Kemichi chữ K. 0,1. Xong chưa? 28, 29, 30, 31 bên ngoài. 32, 33, 34, 35 bên trong. Bên ngoài làm luôn đi, từ 28 đến 32 đi. Bên trong từ 33 đến 37 luôn đi. Hãy subscribe.
Bên này từ 33, còn bên kia là hết đến 32. 33 đến 37. Cái câu 31 chữ W thì xem nó câm hay là nó đọc nha. Nhìn cái gì ở luôn. Cuối cùng thế là những đứa nào đây? Ngoài thằng Đức rồi còn đứa nào đây? Thu chi đúng không? Thu chi luôn. Câu 28 của mày chi nào? B đúng không? Chưa cả lớp. Final, final, I. Applicant, E. High, I. Và decide, I. Đáp án B, applicant. Số 29, Đức. Chính xác. Câu này khó đấy. Nghĩ lại đi xem nào Đức. Ông, nhóm bên này. V. Đây đúng. Average. Đọc là Y. Average. Indicate. Đọc là A. Application. Đọc là A. Garret. Đọc là A. Câu số 29 ạ. Cô thấy là mình rất là nhiều bạn kém cái phần cho âm ngữ âm này, thì các bạn phải về nhà luyện lại bài này đi ha. Ở nhà tập đọc vào. Average. Câu 30. Cô mời anh đi. Sai. Đáp án gì cả lớp? Vâng, bên kia là trợ đồng đội đã trợ giúp rồi đấy ạ. Cost on, form on, hour và draw đáp án C, hour. 31 ạ, từ đầu tiên là gì ạ? Đầu tiên là gì? Mời đồng chí Vinh, Tinh B. A, đúng. Tất cả đều là câm, thì nó hay là có đọc đúng không? Worker, whom, interview và answer. Tất cả đều là câm hết, đáp án đây là có đọc. Câu 32, cô thử xem nào nha. Cô mời bạn Vinh Nga. Cái nó không biết đọc, con để cuối cùng con đọc cái từ kia trước. Đúng rồi. Honest cho hát bị câm. Còn holiday home và happiness đều là gì ạ? À? Đọc đúng không? Số 33 này, cô mời bạn. 33, cô mời bạn Việt ạ. À? Cái lớp này hay nhỉ? Tôi mời các anh ạ. À? Việt. Đi đúng không? B à? Character là chữ cờ. Teacher là chờ. Chemist cũng là chữ K. Và tech cũng là chữ K. Chính xác, đó là B. Character, teacher, chemist và technical. Số 34 ạ. Cô mời Hải Anh B ạ. Tại sao là gì? Đều là T và đáp án gì là gì nhỉ? Chân. Interview, minute, question và suitable. Câu số 35, cô mời bạn Nam. A. Chưa chính xác. Cô mời bạn Mai Anh. B. Đúng. Chữ T và chữ D thì đọc là gì? Ừ. Còn lại đọc là D hết đúng không? Explain. D. Prepare. D. Disappointed. Interview. D. Trước khi đi ngủ ấy, thì cô nghĩ là một cách để các bạn ôn bài tốt nhất ấy, cô sẽ gửi cái đường link mà cô ghi âm cái bài giảng này. Các bạn có thể vào xem và nghe lại. Chứ đi cũng ngủ cắm tai nghe thôi. Con nằm vừa nằm xong xem điện thoại được mà. Kiểu mình kiểu đỡ nó bị mỏi lưng ấy. Con nằm mà xem lại cũng đọc này.
quá tốt luôn. Câu 36. 36 cô mời Trang. À, cô Trang làm rồi đúng không? 36 Nam nào. À, Nam trả lời rồi nhỉ? Phúc. Nê. Chưa chính xác. C đúng không? Economy. Industries. Qualify. Và priority. Đó là C à? Qualify. 37 Tài. C. Chính xác. Right. I. Private. I. Communist. E. Và minority. Đáp án C. 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 38, 39, 40, 41, 42 là nhóm bên trong này ạ. 43, 44, 45, 46, 47 là nhóm bên ngoài. Các bạn có thời gian hè thì các bạn sẽ nên xem phim, đặc biệt là xem phim hành động Mỹ. Các bạn cải thiện, thực sự là cải thiện phần nghe, kỹ năng nghe và kỹ năng nói tiếng Anh cực kỳ tốt, phát âm cực kỳ tốt luôn. Nhưng xem là phụ đề English chứ phải Việt. Ngồi đọc tiếng Việt nó làm gì? Câu số 50 ạ. Câu số 50 cô mời đồng chí anh ạ. West có đọc between grow grow và which. Đáp án gì ạ? C. Để vào đây này. OK các bạn nha.